Bây giờ là bài 103, tương với phần 7 bài 30 quyển 2 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Tỷ bài lính san cửa. Đầu tiên là cách nói nhớ kỹ. Chỉ chủ. Chỉ. Chỉ. Chủ. Chủ. Chỉ chủ. Chỉ chủ. Trong đó từ chủ ở đây là bổ ngữ kết quả của từ chỉ. Từ chủ trước đây đang học có nghĩa là ở, cư trú. Tôi nhớ kỹ cậu rồi. 我记住你了. 我记住你了. Nhớ kỹ rồi chứ? 记住了吗? 记住了吗? Chưa nhớ kỹ. Mấy chị chủ. Mấy chị chủ. Nhất định phải nhớ kỹ. Ý định yào chị chủ. Ý định yào chị chủ. Từ mới phải nhớ kỹ. Sân xứ yào chị chủ. Sân xứ yào chị chủ. Đọc thuộc, chỉ đọc ra tiếng. Niên sú. Niên sú. Trong đó sú là bổ ngữ kết quả của từ niên. Phải đọc thuộc. Yào niên sú. Yào niên sú. Bài khóa phải đọc thuộc. Khở文要念熟. Khở文要念熟. Từ mới phải nhớ kỹ. Sinh词要记住. Sinh词要记住. Bài khóa phải đọc thuộc. Khở文要念熟. Khở文要念熟. Bây giờ là từ thông thường, bình thường. Y ban. Y. Y. Ban. Ban. Y ban. Y ban. Trình độ tiếng Trung của bạn ấy rất bình thường. Tha de hàn yú shuí pín hěn yì bān. Tha de hàn yú shuí pín hěn yì bān. Không bình thường, không tầm thường. Bù yì bān. Bù yì bān. Thông thường mấy giờ ngủ? Y ban chí điển suy chào. Y ban chí điển suy chào. Không nhiều, rất bình thường. Bù tua, khẩn y ban. Bù tua, khẩn y ban. Thông thường phải, thông thường cần. Y ban yào. Y ban yào. Ôn tập học trước 2-3 tiếng đồng hồ. Phụ xí yu xí 2-3 cơ xào sứ. Phụ xí yu xí 2-3 cơ xào sứ. Thông thường phải ôn tập học trước 2-3 tiếng đồng hồ. Y ban yào phụ xí yu xí 2-3 cơ xào sứ.
一般要复习预习两三个小时。Hãy nhắc lại từ đầu, từ mới phải nhớ kỹ. Sinh từ phải ghi chú. Sinh từ phải ghi chú. Bài khóa phải đọc thuộc. Khờ vấn yào niên sú. Khờ vấn yào niên sú. Cho nên buổi tối mỗi ngày. Số ý mấy thiên hoàn sẵn. Thông thường cần ôn tập học trước 2-3 tiếng đồng hồ. Y ban yào phụ xí yu xí lãng sáng gờ xào sứ. Y ban yào phụ xí yu xí lãng sáng gờ xào sứ. Thường thường học đến hơn 11 giờ mới ngủ. Chẳng chẳng xuyết đạo 11 điểm tua thái sợi chào. Chẳng chẳng xuyết đạo 11 điểm tua thái sợi chào. Tôi mỗi ngày đều rất bận. Tôi mỗi ngày đều rất mắng. Trải qua rất vui vẻ. Dùng từ ý khoải để chỉ sự vui vẻ lâu dài. Của đỡ hình ý khoải. Của đỡ hình ý khoải. Nhưng mà trải qua rất vui vẻ. Đàn sư của đỡ hình ý khoải. Đàn của đỡ hình ý khoải. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên phục vụ, nhân viên bán hàng, giám đốc. Phục vụ viên,售货员, kinh lý. Giảm 20%. Tả 3 折. Lạc đường rồi. Mí lù lợ. Có khả năng bị cảm rồi. Khả năng cắn màu lợ. Nhận điện thoại. Chia điện thoại. Bụng đau kinh khủng. Tủ dừa thắng đứa lì hải. Rồi lại kiểm tra một chút cho bạn sau. Giải cái ní kiểm tra kiểm tra. Tiêm cho bạn một mũi. Cái ní tả ỉ chân. Nhân viên nghiệp vụ. Yê ủ yến. Tầng 18 trên lầu. Lầu sảng 13 tầng. Tắc đường tắc kinh khủng. Tủ trưa tủ tớ lì hải. Một tháng 3.000 tệ. Ý cứ yue 3.000 khoải. Bên cạnh chính là ga tàu điện. Phóng viên chiều sử tỷ thịa trạng. Làm cái gì? Hỏi chung chung với ngữ khí tương đối tùy tiện. Cả sớm á? Mới xem đến trang 30. Sái khản tạo 30 页. Biện pháp tốt. Hảo bản phá. Hơn 2 tháng. Lắng gỡ tua yue.
không sạch sẽ lắm. Bú thải can chỉnh mới có thể mua được cơm. Thái nắng máy tạo phản. Học hai tiết học. Sẵn lẻng chía cửa. Chạy bộ, bơi, đánh bóng. Pháo bủ, yếu dũng, tà chiếu.